Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết Nông Vụ ngày 6 tháng 4 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, nơi nóng nhất tại khu vực Bắc Bộ trong ngày mai vẫn là các tỉnh thuộc phía Tây của Bắc Bộ. Vùng áp thấp nóng vẫn là nguyên nhân chính khiến cho các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên và Sơn La xảy ra nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ trưa chiều mai lên cao từ 32 cho đến 35 độ, trời có nắng nhiều và hầu như không mưa. Trong khi đó, hầu khắp các tỉnh thành còn lại của Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, sẽ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ yếu và lệch đông, nên trời còn nhiều mây, độ ẩm trong không khí cao, hiện tượng sương mù và mưa nhỏ vẫn xảy ra trong thời điểm ban sớm và lúc chiều tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày, vì vậy sẽ không tăng cao, phổ biến trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Tại các tỉnh thành ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trời sẽ nhiều mây trong buổi sớm, đến trưa chiều thì mây mỏng dần, trời đôi lúc có nắng cùng với nhiệt độ tăng lên từ 30 cho đến 33 độ. Đặc biệt ở vùng núi các tỉnh như là Tương Dương, Quỳ Hợp và Hương Khê sẽ lên cao trên ngưỡng là 35 độ, trời nắng nhiều và khô nóng. Tương tự như vậy, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, những vùng giáp biển thì độ ẩm ôn hòa hơn và dao động xung quanh ngưỡng từ 31 cho đến 33 độ. Tuy nhiên, các huyện vùng núi như là Tuyên Hóa, Quảng Bình, Đông Hà, Quảng Trị, Nam Đông, Thừa Thiên Huế, Ba Tơ, Quảng Ngãi hay là ở Sơn Hòa của Phú Yên thì tiếp tục duy trì nền nhiệt cao và cao nhất ngày đạt mức từ 36 đến 37 độ. Trời nắng nóng gay gắt ngay những ngày đầu tháng 4 này. Phần còn lại thuộc Nam Trung Bộ từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận sẽ không có mưa, nhiệt độ trưa chiều ổn định và dao động từ 32 đến 34 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng hầu như là không có mưa. Ngay cả vùng cao nguyên thì những cơn mưa rào cục bộ trong mấy ngày qua cũng giảm hơn, nếu có cũng chỉ xảy ra thoáng qua và không đủ xoa dịu đi tình hình nắng hạn tại đây. Nhiệt độ trưa chiều tại các tỉnh Tây Nguyên và ở miền Tây Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ, còn miền Đông có thể lên tới là 37 độ, trời nắng nóng. Thưa bà con, hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm chủ yếu xảy ra ở các vùng nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh, xảy ra ở hầu hết các tháng trong năm, nhưng mà dịch bệnh trầm trọng nhất tập trung vào các tháng có nhiệt độ cao và các vùng nuôi có độ mặn cao. Hiện Nam Bộ đang là thời điểm nắng nóng, cùng với đó thì độ mặn những ngày trước đó tăng cao, nên bà con cần cảnh giác với nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Để phòng ngừa dịch bệnh trên tôm thì bà con cần phải lưu ý, hàng ngày kiểm tra hoạt động bơi lội của tôm, đặc biệt khi thời tiết thay đổi, quan sát hình dáng bên ngoài như là màu sắc, mảng bám trên tôm hay là thức ăn ở trong ruột, nhận diện các dấu hiệu bệnh lý như là nổi đầu, tấp bờ, bơi lờ đờ, giạt vào bờ, bỏ ăn, màu sắc thay đổi, mềm vỏ hay là đen mang để có các biện pháp xử lý cho phù hợp. Bà con cần phải chú ý là chỉ thả nuôi tôm khi mà môi trường nuôi đã ổn định. Những vùng nuôi tôm tập trung cần đảm bảo có đủ nguồn nước sạch cung cấp cho ao nuôi, xử lý môi trường trước khi cấp nước vào ao nuôi, không sử dụng các chất diệt tạp, hóa chất cấm hoặc là có nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vật để xử lý môi trường trực tiếp trong ao nuôi. Trong quá trình nuôi thì chỉ sử dụng thức ăn đảm bảo chất lượng, quản lý thức ăn đúng liều lượng, không dùng thức ăn đã hết hạn sử dụng hoặc là bị mốc để cho tôm ăn, bổ sung thêm vitamin C, khoáng chất và men tiêu hóa, đặc biệt là nhóm hỗ trợ chức năng gan, tăng cường hệ miễn dịch để tăng cường sức đề kháng cho tôm. Quý vị và bà con vừa theo dõi những nhận định về xu thế thời tiết đáng chú ý và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết trong đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa ở vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc phổ biến là không mưa và ngày nắng, có nơi nắng nóng, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Ở khu vực Tây Bắc là từ 33 cho đến 36 độ, với độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù rải rác, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, với độ ẩm trung bình là từ 87 đến 92%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có nắng, riêng ở vùng núi có nắng nóng, với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, còn ở vùng núi cao hơn từ 35 cho đến 37 độ, với độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm không mưa và ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ, có nơi còn cao hơn với độ ẩm trung bình từ 73 cho đến 83%. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa ở vài nơi và ngày nắng, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ, với độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%.
Tại các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa và ngày nắng, miền Đông có nắng nóng với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, ở miền Đông là từ 35 cho đến 37 độ với độ ẩm trung bình từ 65 đến 75%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.